Ok, xin kính chào toàn thể anh chị em và cô dì chú bác gần xa đang theo dõi và ủng hộ ở trên kênh Storm Winterwatch của em. Để ủng hộ kênh của em thì anh chị em và cô dì chú bác nhớ ấn vào nút đăng ký và ấn vào nút thông báo, nút rung chuông để không bỏ lỡ những clip mới nhất mỗi khi em lên những sản phẩm mới. Và phiên nay thì em sẽ xin phép được lên giao lưu với toàn thể anh chị em và cô dì chú bác. Đó là một chiếc đồng hồ Senco LM 5216-8000, dòng đồng hồ Senco LM Spenso. Như anh em đã biết thì đối với những chiếc đồng hồ Senco LM thì nó có rất là nhiều mẫu mã và có rất là nhiều cái mặt đều đa dạng rất là đẹp. Tuy nhiên là đối với cái dòng đồng hồ Senco mà nó được mệnh danh là anh em ở trong giới mua điệu thường gọi với cái tên là tiểu GS ấy, tiểu Grand Senco, thì đó chính là cái dòng đồng hồ Senco LM 5216-8000 này. Đối với những em mà chơi sưu tầm dòng GS và nhất là những chiếc đồng hồ GS 56 thì anh chị em sẽ biết là cái form dáng ở trên chiếc đồng hồ LM 5216 này thì kể cả về cái thiết kế mặt đồng hồ và dãy khóa nó cũng đều rất giống ở trên những chiếc đồng hồ GS 56. Kể cả ở cái bộ máy ở trên chiếc LM 5216 Spencer này thì nó cũng được tinh chỉnh tương đương với lại cái dòng GS 56. Nó cũng đều chạy với dao động là 2 bit 28.800. Kim của nó trôi rất là êm, như trên màn hình thì anh chị em nhìn thấy kim của nó trôi cực kỳ là êm luôn. Đối với những cái bộ máy 2 bit 28.800 này thì nó chỉ 8-9 trên 10 so với lại những cái bộ máy cơ lên dây hoặc là những bộ máy automatic chạy với 2 bit 36.000 ở trên những chiếc GS45, GS56 hoặc là trên những chiếc KS45. Đối với cái dòng đồng hồ Senco LM thì như lúc nãy em nói thì nó có rất là nhiều mẫu mã và đa dạng về kiểu dáng cũng như là mặt số. Tuy nhiên là dòng LM thì cái form dáng đẹp nhất mà cá nhân em cũng như là rất là nhiều anh em chơi sưu tầm đánh giá thì dòng 5216 dáng 8000 này nó có một cái thiết kế nói chung là đẹp nhất ở trên cái dòng LM. Đó chính là lý do mà anh em sưu tầm như giới mua điệu gọi nó với một cái tên khá là mỹ miều, tiểu Grand Senco. Ở trên cái dòng đồng hồ Senco LM 5216-8000 Spencer này thì nó có 3 mẫu. Mẫu thứ nhất đó là mặt dial của nó là phên lụa màu trắng. Mẫu thứ hai là mặt dial phên lụa màu nâu cà phê. Và mẫu thứ ba cũng là cái mẫu hiếm gặp nhất, đó chính là mẫu phên lụa mặt xanh navy như ở trên tay em cầm đây. Lần trước thì em cũng có về được một chiếc, tuy nhiên là chiếc đấy thì nó chỉ có cái mặt đồng hồ và dây da có rời. Còn hôm nay thì em đã về được một chiếc mặt xanh trong tình trạng là zin nguyên bản toàn bộ, cả dây khóa luôn. Rất là đẹp. Chiếc này thì nó có cái size mặt là 37mm. Cái độ rộng dây của nó thì là 19. Dây của nó là dây khóa nguyên zin luôn anh chị em nhé, dây thép đúc đặc luôn. Đối với cái dòng riêng đối với cái dòng đồng hồ Senco LM 5216 Spencer này thì cái bộ dây zin của nó thì còn thậm chí là nó còn hiếm gặp và khó mua hơn là những cái bộ dây ở trên những chiếc đồng hồ Senco KS 56 rất là nhiều. Nói chung là để mà khi mà anh em mà sưu tầm được cái bộ Senco LM 5216 8000 này thì anh em đều sẽ săn được cả những cái bộ dây zin của nó nữa. Để anh về lắp nó nguyên bộ như này cho nó đẹp. Cá nhân là những anh em nào mà không thích dây thép mà thích chuyển sang dây da thì em không nói. Còn để mà mua rời những cái bộ dây như thế này thì vào cái thời điểm thấp nhất ấy, nó cũng có giá là 2,5 triệu. Cũng như là cái thời điểm cao nhất là 3 triệu, thậm chí là hơn 3 triệu. Một bộ dây này cũng có. Mà rất hiếm anh em bán. Cực kỳ hiếm anh em bán những bộ dây như thế này. Tại vì khi mà săn được những bộ dây như thế này thì thường anh em để ghép vào những cái mặt như thế này bán thì thứ nhất là nó vừa có giá trị vừa đẹp cái mặt đồng hồ hơn là chỉ bán riêng cái mặt không rất là nhiều. Để về nói về cái độ hiếm và giá trị thì cái bộ dây của dòng LM 5216-8000 này thậm chí là nó còn hiếm hơn cả những bộ dây KS anh em nhé, dây khoáng nguyên zin luôn. Kính của chiếc này thì là kính khoáng, kính trong vắt luôn, không hề có một vết xước nào hết. Nó có một chút vết xước dầm lông mèo ấy, thì là về em đã đánh qua cái kính của nó đi rồi.
Đối với những chiếc đồng hồ vintage, không chỉ là riêng Senco, Seizen hoặc bất cứ cái dòng đồng hồ vintage nào, nó đã trải qua rất là nhiều năm rồi. Đặc biệt là nó đã là thuộc vào diện vintage thì nó cũng phải trải qua ít nhất là 3-40 năm, thậm chí là hơn nửa thế kỷ, 5-60 năm là chuyện rất là bình thường. Đối với những chiếc kính zin để mà giữ được cái kính của nó mà không hề có một vết xước nào hết ấy, thì trừ khi là những cái hàng cất nót hoặc là những cái hàng trưng bày nót và chưa qua sử dụng, đấy, thì máy chăng có. Còn những chiếc đồng hồ vintage mà đã qua sử dụng ấy, thì hầu hết những chiếc kính zin của nó đều có vết xước hết. Đó là khi mà anh em nhập về chơi sưu tầm, hoặc là đối với em là cái người vừa chơi vừa bán, thì tất cả những mọi chi tiết em đều để nguyên zin, duy chỉ kính thì không chỉ riêng em mà bất kỳ ai bán thì phần lớn là người ta cũng đều sẽ đánh cái kính đi để cho nó đẹp cái mặt đồng hồ. Em nghĩ là cá nhân đối với những em nào mua chơi sưu tầm, không phải là dân sưu tầm, hoặc là mua chơi vì yêu thích một cái đồng hồ nào đấy vintage chẳng hạn, thì hoặc là những chiếc đồng hồ đời mới hàng lướt cũng vậy, anh em đều sẽ rất là khó chịu khi mà cái đồng hồ đấy cái kính của nó bị xước, bị cấn và quệt, mà xước sâu xước nặng thì nhìn nó sẽ rất là xấu. Em bán đồng hồ thì nhập đồng hồ về bán và chơi ấy, thì tất cả mọi thứ em đều sẽ để nguyên zin, duy nhất cái kính là em bắt buộc phải đánh, và không chỉ riêng em mà gần như là anh em nào cũng thế cả, đều sẽ đánh cái kính của nó đi để nhìn cho cái mặt đầy hồ nó đẹp và nó trong. Chiếc này thì nó nằm ở cái bộ 3, cái dòng đồng hồ Senco LM5216-8000 Special. Thì sở hữu cái mặt đầy hồ phên lụa màu xanh navy này, nó là cái mặt mà anh em có thể nói là hiếm gặp nhất ở trên cái bộ 3 mà mình vừa nói. Bộ 3 đồng hồ Senco LM5216-8000. Chiếc này thì nó chạy với cái bộ máy cơ automatic 2 bit 28.800 cho cái độ chính xác rất là cao. Đặc biệt chiếc này thì nó có cả chức năng hỗ trợ liên khoát phụ, hacking stop dừng kim dây khi chỉnh giờ. Lịch thứ và lịch ngày của nó thì là nằm ở góc 3 giờ, lịch xe nhanh. Cái lịch thứ của nó thì anh xem xe nhanh bình thường, còn cái lịch ngày của nó thì khi anh em xe thì nó sẽ hơi nặng một chút. Tại vì sao? Đối với tất cả những chiếc đồng hồ Senco LM Special đấy, thì cái khi mà anh em chỉnh lịch ngày thì nó đều có tích hợp thêm cái chức năng đó là lên cót phụ. Có nghĩa là khi anh em mà chỉnh cái lịch ngày này thì nó đồng nghĩa với việc là anh em sẽ lên cót phụ luôn. Đó. Đấy là cái thiết kế của nó, là chức năng của nó là như thế, chứ không phải là lỗi đâu anh em nhé. Đó là em phải nói rõ là như thế. Cái dòng LM bình thường ấy, thì nó sẽ không có cái chức năng đấy. Còn đối với bất kỳ một chiếc đồng hồ Senco LM Special nào, không chỉ riêng cái dáng 8000 này, kể cả những dáng khác cũng thế, đã là LM Special thì nó đều có cái chức năng khi anh em chỉnh lịch ngày, nó đều có tích hợp cả chức năng lên cót phụ luôn. Chiếc này thì cả cổ máy và dây khóa của nó thì đều zin nguyên bản, chưa qua spa đánh bóng gì hết. Vỏ của nó là dây thì anh chị em đều có nhìn thấy những vết xước răm nâng mèo. Đó là minh chứng của những chiếc đồng hồ trải qua nửa thế kỷ rồi. Chiếc này thì nó được sản xuất vào tháng 8 năm 1975. Tháng 8 năm 1975, cái số series của nó chiếc này cũng rất là đẹp. 1999. Em quay như thế này thì anh chị em zoom lên anh em nhìn rõ hơn. Tháng 8 năm 1975, series của chiếc này là 1999, rất là đẹp. Năm 1975 thì là ngày là năm giải phóng miền Nam và thống nhất Tổ quốc đúng không ạ? Thống nhất đất nước đúng không ạ? Năm 216 là 8000, nắp của nó là nắp đáy xoáy. Máy của chiếc này thì rất là mới. Bộ máy LM Special năm 216 rất là mới, 23G. Máy của nó mới như vừa xuất xưởng vậy, rất là đẹp. Anh em nào thích xem máy thì hoặc là hình ảnh chụp chi tiết, có thể inbox cho em qua Zalo, em gửi ảnh chi tiết cho anh em xem. Chiếc này thì ở trong cái tình trạng zin nguyên bản toàn bộ như thế này, rất là đẹp. Một chiếc đồng hồ Senco LM Special năm 2016-8000, một chiếc đồng hồ tiệm cận với dòng GS Grand Senco. Chiếc này em xin phép giao lưu với toàn thể anh em với giá là 12 triệu.
Anh chị em nào quan tâm thì hãy vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại 0913000067. Đấy cũng là Zalo của em. Anh chị em kết bạn để có thể xem được những hình ảnh chi tiết, video, ảnh máy nếu như anh chị em có nhu cầu. Mọi người xem video thì nhớ để lại cho em xin một like, một comment và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ. Xin cảm ơn anh chị em và hẹn gặp lại ở các clip sau.